Rồi, đây sẽ là một cái video dài hơi. Chúng ta cùng nhau nói về những item hay được dùng trong chiến đấu. Vật phẩm trong game thì cũng không có gì quá xa lạ đối với game thủ rồi. Trong Pokemon thì những vật phẩm này ta nói nhiều ố dồi ôi luôn. Tôi kể đến tháng giêng năm sau chắc còn chưa hết. Để mà cho dễ nắm bắt thì tôi sẽ chia các vật phẩm này thành hai hạng mục, là vật phẩm cho việc đi game và vật phẩm dùng cho việc chiến đấu. Về mấy cái vật phẩm trong công cuộc đi game thì tôi cũng nghĩ quá trình chơi game mọi người sẽ có thể tự mò ra được phần nào. Và tự mình mò ra được tác dụng của mấy vật phẩm đó cũng là một phần không nhỏ cho trải nghiệm chơi game của chúng ta, trở nên bất ngờ và thỏa mãn hơn. Nên tôi sẽ không đề cập tới những vật phẩm trong việc chơi game đó trong video lần này, mà ở đây chúng ta sẽ bàn về những vật phẩm cho việc chiến đấu. Vật phẩm dành cho việc chiến đấu thường là không quá cần thiết cho việc đi game trong cốt truyện. Muốn xài cũng được, mà không xài thì vẫn phá đảo game bình thường. Chủ yếu là mấy vật phẩm dùng cho việc chiến đấu sẽ phát huy tốt nhất vai trò giúp cho người chơi khi phá đảo game xong, xây dựng được một đội hình có 6 Pokemon ưng ý, rồi đem tụi nó đem đi chiến đấu với các trainer khác trên toàn thế giới, như là đến xếp hạng hoặc là trong các giải đấu chuyên nghiệp thì mới cần tìm hiểu về các vật phẩm chiến đấu này. Lúc này thì các vật phẩm chiến đấu sẽ giống như là một vũ khí, khiến cho đội hình của bạn như được trang bị thêm gươm giáo cẩn thận. Và chỉ có hạn chế duy nhất là mỗi con chỉ được mang một vật phẩm, và 6 con trong đội hình của bạn không được có con nào có vật phẩm trùng nhau. Còn tụi mình muốn cho con Pokemon nào mang vật phẩm nào cũng chả ai cấm. Mấy bạn cho Pokemon mang vật phẩm dùng để đi game vô đám nhau thì cũng được, nhưng mà có tác dụng không thì còn tùy duyên. Nên ban đầu tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ, nhìn vô một đống item đó rồi không biết con nào phù hợp với cái nào. Giờ mà đem đại vô trận đấu để test thì cho ăn 1000 tô cháo hành. Nên là cái video này không hứa là tôi sẽ chỉ dẫn kiểu tỉ mỉ là con này nên mang cái này sẽ tốt hơn, hay là nên mang cái kia sẽ tốt hơn, vì nó tùy thuộc vào mục đích và vai trò của Pokemon đó. Nếu cùng một Pokemon, bạn cho nó theo hướng tấn công thì sẽ có vật phẩm khác, mà cho nó theo hướng hỗ trợ thì sẽ có vật phẩm khác. Nên tôi sẽ tập trung vào công dụng của các vật phẩm phù hợp với vai trò nào, để các nhà huấn luyện hiểu được vật phẩm đó, rồi từ đó sáng tạo ra lối chơi của riêng mình. Thì nó sẽ dễ hơn là áp đặt vậy mới tốt, vậy là không tốt, thì nó không hợp lắm với các vật phẩm này. Tôi cũng thử phân loại các item trong chiến đấu ra các hạng mục khác nhau cho dễ nói. Nhưng mà nói trước, đây là hạng mục do tôi tự chia, chứ không có trang chính thống nào chia như thế này hết. Tôi chỉ phân ra để dễ theo dõi hơn, là gộp chung lại một đống rồi nói thì mọi người theo dõi sẽ bị ngợp. Mà lỡ có sắp xếp không phù hợp hạng mục thì mọi người cũng góp ý bên dưới cho phần bình luận nha, vì có mấy cái item hiệu ứng không biết là nên xếp vào đâu cho hợp lý. Hiện tại tôi sẽ phân ra được 5 hạng mục khác nhau. Đầu tiên là item hồi máu, xài cho mấy con hỗ trợ hoặc là tăng cơ chống chịu. Hạng mục thứ hai là item tấn công, xài cho mấy Pokemon chuyên tấn công, dứt điểm đối thủ. Hạng mục thứ ba là item bảo vệ. Mấy loại này thường xài cho tấn công hỗ trợ gì cũng được, cơ bản là bảo vệ Pokemon khỏi những sự quấy rối hay là sát thương từ đối thủ. Hạng mục thứ tư là item hiệu ứng hỗ trợ, những loại có tác dụng tăng thêm hiệu ứng, hỗ trợ tối đa thêm khả năng cho Pokemon. Và hạng mục cuối cùng là item độc quyền, là những item chỉ có tác dụng khi sử dụng cho một Pokemon nhất định nào đó. Và mỗi hạng mục thì tôi cũng sẽ sắp xếp từ ít được dùng nhất cho đến được sử dụng phổ biến nhất luôn. Nhưng hiện tại là những gì mà tôi thấy thông qua tới thế hệ 9 mèo mà thôi. Nhiều khi qua thế hệ 10 thì thời thế thay đổi, mọi thứ nó đổi thay thì một số item có lẽ sẽ được sử dụng nhiều hơn chẳng hạn. Và đây cũng sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào đang chần chừ sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà tôi sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Bây giờ thì bắt đầu vô thôi. Đầu tiên là nhóm vật phẩm hồi máu. Nghe tên là dễ hiểu rồi ha, nó sẽ tập hợp những vật phẩm hồi máu thông dụng nhất trong trận đấu. Việc hồi máu thì cũng tùy ý đồ của bạn, nhưng thường là sẽ cho những Pokemon chống chịu tốt, máu cao, phòng thủ cứng cầm những vật phẩm này để nó có thể trụ sân lâu nhất, quay đối thủ được nhiều nhất. Trong đó thì ít dùng nhất đó chính là Shell Bell. Vật phẩm này thì nó sẽ hồi HP cho Pokemon sử dụng bằng 1/8 lượng máu nó đã gây ra cho đối thủ. Ví dụ như Pokemon cầm vật phẩm này đánh đối thủ mất 80 HP thì Shell Bell sẽ hồi lại 10 HP cho Pokemon sử dụng, một con số cực kỳ ít. Thường mấy chiêu hồi máu còn hồi được 50%, mà nghĩ sao tốn một slot vật phẩm để được hồi có 1/8, không đủ để mà ngáp ngáp nữa, cho nên là không ai xài. Nhưng nếu xài trong các trận đánh raid thì lại khác nha, tại máu mấy con boss trong đó thì cực kỳ nhiều, nên là Shell Bell trong đánh raid lại có tác dụng hơn là đánh giải. Một vật phẩm kế tiếp là Big Root, có tác dụng hồi thêm 30% máu cho các Pokemon sử dụng chiêu hồi máu. Ví dụ như Pokemon xài chiêu Drain Punch, đánh đối thủ xong thì hồi được 50% máu cho mình. Nếu cầm vật phẩm này thì máu sẽ được cộng dồn thêm 30% nữa. Tương tự mấy chiêu hồi máu như là Leech Seed hay là Giga Drain sẽ được hồi thêm 30% máu so với thông thường. Như vậy thì phải kiếm những Pokemon nào có các chiêu hồi máu cho bản thân thì mới có thể xài được vật phẩm này. Mà thường thì chỉ hồi máu cho bản thân, không thể nào hồi máu cho đồng đội, thì cũng khá là khó để sử dụng trong đấu giải, nên là cũng ít được xài luôn. Tiếp theo là các loại quả mọng tôi gọi tên là Pinch Berry.
Berry thì có nhiều loại, trong đó thì có 5 loại gọi là pinch berry. Tôi cũng không biết nên dịch sao. Nếu bạn nào dịch được thì comment phía bên dưới cho tôi biết nha. Nôm na là 5 loại quả này đều có thể hồi lại được 1/3 cái máu cho Pokemon khi máu của tụi nó bị đánh xuống hơn 75%. So với Citrus Berry thì lượng máu hồi được nhiều hơn, vì Citrus Berry chỉ hồi được 1/4 lượng máu. Nhưng người ta lại ít chọn 5 loại quả này để hồi máu mà vẫn ưu tiên chọn Citrus Berry hơn, vì khi Pokemon bị đánh đến 1/2 cái máu là Citrus Berry đã được kích hoạt rồi, chứ không cần đợi bị đánh đến gần máu đỏ sắp mặt rồi, gần ngẫm rồi thì mới hồi máu như là 5 quả kia. Đánh đâu mà gần máu đỏ rồi mới chịu hồi máu, lỡ được đến nửa cây thì bên kia quất một phát ngẫm luôn, là không hồi được nữa. Chưa kể thì 5 loại quả này ứng với những tính cách mà Pokemon bạn đang mang. Nếu cho nó cầm loại quả không phù hợp với tính cách của nó thì Pokemon hồi máu xong sẽ bị choáng váng. Ví dụ như là loại quả Figiberry không được cho những Pokemon có Modest, Timid, Calm hay là Volcom, vì 4 tính cách này đều trừ 10% công vật lý. Pokemon sử dụng xong thì sẽ bị choáng váng. Một loại vật phẩm hồi máu tuy hơi phân biệt đối xử nhưng cũng được sử dụng khá nhiều trừ danh chính, đó chính là Black Slug. Vật phẩm này sẽ hồi 1/16 HP mỗi lượt cho Pokemon mang hệ độc, và chỉ có những Pokemon nào mang hệ độc mới xài được thôi. Còn nếu Pokemon mang theo không phải hệ độc thì vật phẩm này sẽ rút 1/8 HP mỗi lượt thì ráng chịu. Black Slug thường được dùng cho những trường hợp team có 2 Pokemon Tanker hồi máu mà một con thì mang hệ độc, còn một con thì mang hệ khác. Người ta sẽ cho con Pokemon hệ độc cầm Black Slug để không bị vi phạm quy định. Thường thì mấy con chống chịu nổi nổi trước đó cũng đa phần là những Pokemon hệ độc, nên vật phẩm này cũng khá là được ưa chuộng. Ở trên chính thì có cơ chế Terra đổi hệ, nên nhiều khi Pokemon mang hệ độc đổi thành hệ khác thì đang được hồi máu ngon ơ, giờ nó sẽ bị rút máu sau khi Terra thì quá là vô duyên, nên ít ai xài Black Slug trong thế hệ này. Nhưng mà nếu sau thế hệ này hoặc là những thế hệ trước đó thì vật phẩm này cũng khá là có tác dụng cho những Pokemon chống chịu mang hệ độc đó. Tiếp theo đó chính là vật phẩm Citrus Berry, được dùng một lần trong một trận. Khi Pokemon bị đánh xuống 50% máu thì nó sẽ tự động ăn quả berry này để hồi lại 1/4 cái máu của mình. Nói chung là nó cũng hồi lẹ, chứ không phải là đợi tới máu đỏ nguy kịch rồi thì mới hồi như là 5 quả Pinch Berry tôi đã nói trên. Nên sẽ phù hợp cho những Pokemon nào chống chịu và bạn cần tụi nó sống ít nhất là 1-2 lượt để dựng tường bảo vệ, dựng Trick Room hay là làm gì đó có ích cho đồng đội rồi ngủm cũng được, kiểu vậy. Còn Leftover là trang bị hồi máu được sử dụng phổ biến nhất kể từ khi nó được giới thiệu. Hiệu ứng y chang là Black Slug, nhưng con nào cầm cũng được, hồi máu bền bỉ hơn. Tuy chỉ có 1/16 HP mỗi lượt thôi, nhưng một trận đấu đôi thì trung bình cũng khoảng 7-12 lượt. Nếu bạn cho Pokemon chống chịu tốt, đứng đánh từ đầu tới cuối trận, và nếu Pokemon đó sức của nó chống chịu cũng trâu bò nữa, học thêm Protect nữa, thì việc muốn loại bỏ Pokemon cầm theo Leftover là phải khiến cho đối thủ rất nghiêm túc để đánh nó, chứ không thể nào chơi chơi mà đánh ngục được con Pokemon Tanker cầm theo Leftover đâu. Nhiều khi thì bạn cũng không cần cho Pokemon Tanker chống chịu cầm vật phẩm này, mà cho mấy con tấn công tốc độ chậm nhưng mà máu nó cao cầm cũng hợp lý nữa. Nói chung là Leftovers là vật phẩm hồi máu uy tín và thân thiện với mọi nhà, không có điều kiện nào quá khắc nghiệt để xài vật phẩm này. Nó sẽ luôn luôn là lựa chọn hàng đầu với các nhà huấn luyện rồi đó. Tiếp theo là một về vật phẩm tấn công. Tới đây thì tôi cũng thấy chơi ngu rồi. Item hồi máu còn xếp cái nào phổ biến nhất được, chứ item tấn công thì mỗi cái mỗi tác dụng hơi khó chọn. Để tôi ráng thử. Cái ít được xài nhất là Blunder Policy, có tác dụng là tăng 2 bậc tốc độ cho Pokemon nếu nó tấn công mà chiêu đó tỷ lệ trúng cùi quá trượt đối thủ. Tôi cho rằng là cái hiệu ứng này vừa đấm vừa xoa, mà đấm thì đấm bằng dùi cui mà xoa là bằng trứng cút. Ý tôi muốn nói là mình phải cố tình đem một chiêu có tỷ lệ trúng thấp để mà có một lượt đánh trượt nhằm tăng tốc độ cho chính mình, trong khi tốc độ tăng rồi thì chiêu đó đánh cũng trượt mà thôi. Rồi đánh nhanh làm gì khi mà đánh trượt cũng vậy thôi, nên ít ai xài cái item rủi ro này lắm. Absorb Pop là trang bị sử dụng một lần trong một trận. Khi Pokemon bị đánh bởi một chiêu thức hệ nước, nó sẽ tăng một bậc công đặc biệt của mình lên. Trang bị này lại khiến chúng ta trở nên bị động khá là nhiều, vì phải chờ đối thủ tưới nước cho mình thì mình mới khỏe được. Nếu bạn liều thì cho một con Pokemon sợ chiêu hệ nước nhưng chống chịu tốt mang vật phẩm này cũng được. Nó có thể câu được một chiêu hệ nước của họ và tăng được một bậc tấn công cho đồng minh. Tuy nhiên thì điều kiện kích hoạt của nó cũng khá là bị động, và chưa chắc thì Pokemon của mình sống sót sau một đòn hệ nước của Pokemon đối thủ nữa. Cell Battery giống với là Absorb Up. Nếu Pokemon bị đánh bởi một chiêu hệ điện thì nó sẽ kích hoạt trang bị này và tăng một bậc công vật lý cho Pokemon. Vấn đề là nó vẫn khiến chúng ta ở thế bị động y chang, nên là rất ít khi được đem đi sử dụng. Nếu muốn xài thì có thể cho các Pokemon sợ điện của mình như là hệ bay hoặc là hệ nước cầm theo vật phẩm này để tụi nó chịu khó dính một đòn hệ điện thì tấn công vật lý của nó chắc sẽ cao lên. Nhưng cũng hãy nhớ là chọn con nào chống chịu tốt một chút, không là chưa kịp làm gì đã bị giật te tua rồi đó. Wise Classes
là vật phẩm tăng thêm 10% sát thương cho các chiêu thức đặc biệt. Nói chung thì tỷ lệ tăng này quá ít nên là ít người xài, chỉ vậy thôi. Nếu bạn muốn sử dụng đem vô chiến đấu thì cũng được, nhưng mà xài xong thì mới thấy nó tăng không được bao nhiêu hết, rồi bạn cũng bỏ nó và xài để ai tầm khác à. Scope Lens là trang bị dùng để tăng một bậc tỷ lệ chí mạng cho Pokemon. Nó không tính theo kiểu bậc tăng chỉ số, nên một khi Pokemon còn giữ vật phẩm này trong người thì tỷ lệ chí mạng của nó vẫn sẽ luôn được tăng một bậc. Nhưng mà nếu tăng một bậc tỷ lệ chí mạng thì cũng chỉ có 12.5% khả năng là bạn sẽ tạo ra một chiêu chí mạng mà thôi, nên cũng không thật sự hiệu quả với mọi Pokemon. Vì bạn biết đó, 12.5% là tỷ lệ quá thấp, và nếu bạn muốn có 100% khả năng gây ra chiêu chí mạng thì bạn phải cộng lên được 3 bậc. Mà có hai chiêu setup có thể giúp cho Pokemon tăng được thêm 2 bậc chí mạng nữa, hiện tại là Focus Energy và Dragon Cheer, nếu bạn dùng cho những Pokemon hệ rồng. Cơ bản mà nói thì Pokemon nào có chiêu Focus Energy hay là Pokemon đó là hệ rồng đều có khả năng gây sát thương 100% chí mạng hết. À mà chiêu Dragon Cheer là chiêu đồng đội tăng cho mình chứ mình không tự tăng lên được nha. Còn chiêu Focus Energy thì tự mình tăng được. Tuy nhiên để tối đa cực đại lượng sát thương thì thông thường trang bị này sẽ được đeo cho những Pokemon có đặc tính Sniper. Đặc tính này tăng thêm 50% sát thương nếu đòn sát thương gây ra là chí mạng. Lúc này thì mấy chiêu như là Focus Energy hoặc là Dragon Cheer sẽ tối ưu được hiệu quả. Nhưng mà đôi lúc cũng có trường hợp là Pokemon nó không mang đặc tính Sniper nhưng mà có tấn công mạnh thì vẫn có thể mang Scope Lens được. Ví dụ như là Hydreigon, thường thì người ta cho nó mang Scope Lens rồi cho nó tự set up chiêu Focus Energy, hoặc là nhờ đồng đội dùng chiêu Dragon Cheer lên Hydreigon. Từ đó thì nó đã được tăng 3 bậc tỷ lệ chí mạng rồi đó. Với công đặc biệt của nó là 125 thì chắc chắn là những đòn chí mạng mà nó gây ra là thốn khủng khiếp. Nhưng cơ bản là bạn phải chắc chắn hãy chọn một Pokemon có lượng sát thương đủ khủng chỉ để kết liễu và kết liễu đối thủ mà thôi trong một đòn. Chứ mà thiết lập đầy đủ 3 bậc chí mạng cho mệt rồi, set up chiêu thức rồi mang trang bị này cho đã rồi, đầu tư cỡ đó xong đối thủ vẫn còn sống thì người đi bán muối chắc chắn là bạn. Trang bị này khá là đặc thù nên là ít người xài và cũng khá là khó để xài. Power Huff là trang bị sử dụng một lần trong một trận, cho phép Pokemon sử dụng các chiêu phải sạc năng lượng như là Solar Beam, Solar Blade, Meteor Beam, Electro Shot, Skull Bash, có thể tấn công ngay trong lượt đó. Nó chỉ xài được một lần thôi. Nếu bạn muốn xài mấy chiêu dạng sạc năng lượng này một lần nữa thì phải chịu khó tiếp tục chờ đến lượt sau rồi mới đánh. Vật phẩm này thật sự ra là cho đến khi những chiêu như là Meteor Beam, Electro Shot hay là Skull Bash ra đời thì mới có thể đem ra xài mà thôi. Vì mấy chiêu kể trên đều có hiệu ứng trong cái lượt mà nó sạc năng lượng đầu tiên thì nó sẽ tăng một bậc chỉ số cho Pokemon. Đồng nghĩa với việc nếu Power Up được kích hoạt thì dù chỉ có một lần duy nhất thì Pokemon cũng vừa được gia tăng sức mạnh, vừa tấn công ngay tức khắc với những chiêu với sức mạnh cực kỳ lớn. Lượt sau không xài mấy chiêu này nữa mà xài những chiêu khác thì cũng không sao, vì lúc này bố mày đã mạnh rồi. Còn trước đó mấy chiêu như là Solar Beam hay là Solar Blade chẳng có hiệu ứng tăng chỉ số nào, nên tốn một slot mang trang bị vật phẩm này xong, xài được một lần cho một chiêu rồi chẳng còn thêm lợi ích nào về sau. Và với một kiểu làm ăn lỗ súc quần như thế thì không ai mang theo. Thà người ta cho gọi trời nắng ra rồi xài chiêu Solar Beam còn ý nghĩa hơn là tốn một slot trang bị của mình. Vì dù sao trời nắng cũng có tác dụng cho những Pokemon hệ cỏ và hệ lửa khác hưởng lợi, thay vì là tốn một slot trang bị chỉ để xài được có một chiêu và một lần duy nhất. Tiếp theo là các vật phẩm tăng 20% sát thương cho 18 hệ. Quá nhiều để mà kể cho anh hết, cho nên là tôi sẽ gom lại trong một lần thôi. Mà mấy cái này cũng chia ra làm hai nhánh với hiệu ứng giống nhau thôi, nhưng với cái tên gọi thì khác. Một nhánh là 18 tấm thẻ của Arceus, nhánh kia là 18 vật phẩm theo hệ. Ví dụ đơn giản là để gia tăng 20% sát thương cho một chiêu hệ nước thì sẽ có hai vật phẩm, một là Mystic Water, hai là Splash Blade của Arceus. Cái này thì cũng hơi ít trường hợp để xài cho tốt, vì Pokemon đa số, tôi nói là đa số nha, thay vì một Pokemon sử dụng cả 4 chiêu đều cùng một hệ thì nó sẽ mang theo nhiều chiêu để có thể bao quát được sát thương. Cho nên là phần lớn một số như Pokemon có chiêu độc quyền hay là đặc tính cộng dồn sát thương rất tốt cho một hệ nhất định, ta sẽ mang cho nó những vật phẩm này để dồn thêm sát thương cho chiêu hệ đó. Ví dụ như là Sylveon với đặc tính Pixelate biến chiêu hệ thường thành chiêu hệ tiên và tăng thêm 20% sát thương. Các nhà huấn luyện sẽ tận dụng dồn sát thương cho chiêu thức hệ tiên của nó, nên có thể mang theo Fairy Feather hoặc là Pixie Blade để tăng thêm 20% sát thương cho chiêu hệ tiên này. Tương tự thì có thể cho Urshifu nước hoặc là Primarina mang theo Splash Blade hoặc là Mystic Water để tăng thêm 20% sát thương cho chiêu hệ nước. Vì hai Pokemon này đều có những chiêu hệ nước rất mạnh cho việc tấn công, cho nên là tùy theo những Pokemon nhất định, không phải con nào mang theo thì cũng tốt, cho nên là cũng ít người xài luôn. Punching Glove tăng thêm 10% sát thương cho những chiêu thức dùng nắm đấm, giống với hiệu ứng của đặc tính Iron Fist. Và trang bị này tốt hơn cái Wise Classes ở chỗ nó giúp cho Pokemon lúc tấn công không tiếp xúc trực tiếp với đối thủ, tức là nó đã có bao tay bảo vệ rồi đó. Nhưng mà vật phẩm này chỉ có tác dụng với những chiêu dùng nắm đấm mà thôi.
Pokemon khi dùng chiêu nắm đấm sẽ không bị mất máu nếu đụng phải Rough Skin, da sần sùi của Garchomp, bị bỏng bởi Flame Body của Volcarona, bị tê liệt nếu dính đặc tính tĩnh điện Static của Pikachu chẳng hạn, và cũng không bị mũ đá Rocky Helmet cấu máu luôn. Còn nếu xài chiêu tiếm xúc khác thì nó vẫn bị nha. Kiểu nếu dùng tay đấm vào giáp gai thì nó bảo vệ, nhưng mà dùng đầu hút thì bậy à. Và trang bị này cũng cộng dồn hiệu ứng khi Pokemon sử dụng có đặc tính Iron Fist. Tuy là số lượng chiêu thức tăng sát thương bị hạn chế hơn so với lại Wild Classes, mà tại thế hệ chính đang có con Annihilate xài chiêu dạng đấm Rage Fist khá là mạnh, nên là trang bị này ít nhiều thì cũng hữu dụng, nhưng mà cũng không quá nhiều người xài đâu. Vì giống Wild Classes, 10% thì cũng còn ít quá. Weakness Policy là trang bị xài một lần trong một trận khi Pokemon bị tấn công bởi những chiêu thức gây sát thương siêu hiệu quả lên mình. Ví dụ như Pokemon hệ lửa bị dập bởi một chiêu hệ nước, thì trang bị này sẽ kích hoạt và tăng 2 bậc công vật lý và công đặc biệt cho Pokemon đó cho đến khi Pokemon đó rút về bóng. Rủi ro cao nhưng kết quả xứng đáng. Vì vậy đa phần lớn những Pokemon được mang theo trang bị này phải là những đứa tấn công tốt, trụ sân cũng tốt. Nếu được thì nên mang vật phẩm này cho những Pokemon có nhiều điểm yếu để kích hoạt dễ hơn. Nghe sương sương thì thấy số lượng Pokemon có thể sử dụng trang bị này và vẫn sống sót thì là rất thấp rồi đó. Vì một Pokemon tấn công cũng ổn, trụ sân đủ mạnh sau một đòn siêu hiệu quả lên bản thân mình, mà lại còn nên có nhiều điểm yếu, thì làm sao có đủ sức sống để mà tấn công ngược lại đối thủ đây. Nên số lượng Pokemon sử dụng trang bị này tốt sẽ là rất ít. Và bạn cũng có thể chủ động kích hoạt trang bị này bằng cách trong đấu đôi nhờ Pokemon đồng minh của mình kích hoạt giùm. Nhưng mà nên nhớ là sức sát thương của Pokemon đồng minh đó cũng nên ít một chút, chứ nếu không mà xài mấy chiêu mạnh quá đồng đội chết luôn thì mình tự bóp mình không ai cứu đâu nha. Cơ mà phải chi trang bị này tăng luôn 2 bậc tốc độ cho Pokemon thì lúc này mọi chuyện cũng đã khác. Loaded Dice cho phép Pokemon sử dụng những chiêu đánh liên hoàn. Ví dụ như là chiêu Bullet Seed, Icicle Spear, Rock Blast đều có thể tấn công ít nhất là 4 lượt trở lên, không cần phải lo mấy chiêu này đánh ít lượt quá nữa. Bình thường thì mấy chiêu liên hoàn đánh 5 lượt thì càng đánh được nhiều lần, độ chính xác sẽ càng giảm xuống. Mang trang bị này chắc chắn Pokemon đánh ít nhất là 4 lượt. Còn mấy chiêu liên hoàn đánh từ 2 đến 3 lượt thì không có vụ bị giảm tỷ lệ trúng, nên là khỏi xài trang bị này ha. Và cũng vì là xài cho những chiêu thức đánh liên hoàn tối đa đến 5 lượt, nên trang bị này cũng chỉ có thể mang cho những Pokemon có chiêu liên hoàn đánh 5 lượt mà thôi. Nếu mang đúng thì tổng lượng sát thương của Pokemon khi đánh lên tối đa 5 lượt sẽ cực kỳ lớn. Ví dụ như là mấy chiêu liên hoàn như Scale Shot, Icicle Spear, Rock Blast, Bullet Seed, tất cả những chiêu đánh liên hoàn 5 lượt đều có sát thương là 25 mỗi lượt đánh. Đánh được từ 4-5 lần trở lên thì sát thương sẽ là khoảng từ 100-125, một con số quá lớn và quá tuyệt vời. Cũng vì đặc thù mấy Pokemon nào học được chiêu liên hoàn 5 lượt mới có thể xài được trang bị này, nên là nó cũng ít được xài luôn, chứ hiệu ứng của nó thì cũng khá là mạnh. Thought Spray là trang bị sử dụng một lần. Khi Pokemon dùng các chiêu thức dạng âm thanh, bất kể là chiêu hiệu ứng hay là chiêu tấn công, thì trang bị này sẽ kích hoạt, xịt thuốc vô cuốn họng của Pokemon đó và làm cho nó tăng một bậc tấn công đặc biệt của mình lên. Và chỉ đơn giản vậy thôi. Vừa tấn công xong là được cộng dồn thêm một điểm tấn công đặc biệt nữa, cho nên trang bị này khá là thân thiện và không quá nhiều rủi ro. Điều kiện kích hoạt cũng dễ, chỉ có điều là bạn chọn đúng Pokemon có chiêu thức âm thanh cho nó mang trang bị này hay không mà thôi. Và tiếp theo là ba loại trang bị có tấn công cùng tính chất, đó chính là Choice Band, Choice Cap và Choice Back. Ba loại này đều có chung một hiệu ứng, tăng thêm 50% chỉ số cho Pokemon. Bù lại thì tụi nó chỉ được xài chiêu đầu tiên đã chọn khi ra sân. Nếu muốn xài chiêu khác thì phải rút về bóng rồi trở lại mới có thể xài chiêu khác được. Choice Band thì tăng 50% công vật lý, Choice Back thì tăng 50% công đặc biệt, và Choice Cap thì tăng 50% tốc độ. Tùy vào bạn muốn Pokemon của mình tối ưu mãn nào thì mang theo cái trang bị đó. Vì chỉ xài được một chiêu trong một lượt ra sân, nên chắc chắn Pokemon mang ba trang bị này không thể nào mang theo chiêu hỗ trợ được, mà tất cả 4 chiêu của nó đều nên là tấn công. Bạn muốn mang theo chiêu hỗ trợ thì cũng không ai cấm, trang bị không cấm, nhưng lúc đó thì cuộc sống của bạn sẽ bế tắc đó. Tuy khá là mạnh nhưng điều kiện bù lại cũng rất chi là rủi ro. Vì ví dụ đến cuối trận mà trước đó bạn chỉ xài có một chiêu hệ đất, xong Pokemon cuối cùng của đối thủ là Pokemon hệ bay, thì bạn từ đang thắng thế thành cái quái gì thế ngay lập tức. Nên là ba loại trang bị này cũng không thơm lắm khi xài đâu. Vì vậy là bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng nha. Nhưng nếu chọn đúng thì đối thủ phải lạy bạn bằng sư phụ luôn đó. Cuối cùng là Life Orb, trang bị tấn công quốc dân, không thân thiện lắm, nhưng mà già trẻ lớn bé Pokemon bình thường đến huyền thoại đều có thể xài được. Cho phép Pokemon tăng thêm 30% sát thương cho các chiêu tấn công. Đổi lại thì sẽ bị mất 1/10 HP mỗi lượt đánh thành công. Lúc này thì bất kể là chiêu tấn công nào, Pokemon cũng có thể được tăng sát thương cả. Nếu không đánh mà dùng chiêu bảo vệ thì cũng không bị mất máu. Và 30% sát thương cộng dồn thêm sáp cùng hệ là một lượng sát thương khá là lớn cho Pokemon. Cho nên đây là trang bị không thể nào thiếu trong các trận đấu Pokemon nếu bạn để ý.
và nó cũng vô cùng dễ xài, Pokemon nào cũng xài được. Bên cạnh đó thì cũng dễ xài cho người mới luôn, cho nên là bạn có thể thử trang bị này để mà tập làm quen nếu muốn tìm thêm một trang bị tấn công phù hợp cho Pokemon của mình. Tiếp theo thì đây sẽ là một về những item bảo vệ. Tôi hy vọng là tôi xếp mấy cái item vào một đây là hợp lý. Luminous Moss, trang bị chỉ xài được một lần. Nếu Pokemon đang bị đánh bởi một chiêu hệ nước thì trang bị này sẽ được tiêu thụ và tăng một bậc thủ đặc biệt cho Pokemon. Tức là nó vẫn bị tổn thương do những chiêu hệ nước nha, chỉ là sau đó nó được tăng một bậc thủ đặc biệt thôi. Công dụng khá là hạn chế vì không có bất kỳ hiệu ứng gì thêm, mà lại khiến cho chúng ta khá là bị động khi phải chờ các chiêu thức hệ nước mới kích hoạt được. Nếu đem cho mấy con Pokemon sợ nước như là hệ lửa thì chưa chắc nó đủ sống sót sau đòn hệ nước này, mà có sống sót rồi để tăng một bậc thủ đặc biệt thì máu nó cũng thoi thóp thôi, lượt sau chưa chắc nó còn sống và tấn công được tốt như là lúc đầu, cho nên là trang bị này cực kỳ hiếm được xài. Protective Pads là một găng tay bảo vệ. Thực ra thì nó có cái giống và cũng có cái khác so với lại Punching Glove. Trang bị này sẽ bảo vệ Pokemon khỏi mọi loại hiệu ứng khi sử dụng các chiêu tiếp xúc trực tiếp với đối thủ. Bất kể Pokemon sử dụng chiêu thức tiếp xúc là gì thì nó cũng đều yên tâm để đánh vào đối thủ mà không phải sợ bị bỏng bởi Flame Body, là tê liệt bởi Static, hay là bị rút máu bởi Rub Skin hay là Rocky Helmet. Nếu so với Punching Glove, loại bao tay này chỉ có tác dụng nếu Pokemon sử dụng các chiêu nắm đấm thôi, còn nếu chiêu thức còn lại, nó sẽ không bảo vệ được Pokemon. Thành ra thì Protective Pads sẽ bảo vệ Pokemon khỏi hiệu ứng tốt hơn và chỉ có tác dụng bảo vệ mà thôi. Còn Punching Glove thì số chiêu thức mới bảo vệ khá là ít, nhưng mà nó sẽ tăng thêm 10% sát thương cho những chiêu thức nắm đấm đó. Hiện tại thì Protective Pads đang khiến chúng ta khá bị động vì bên kia phải mang theo những Pokemon gây ra hiệu ứng khi tiếp xúc. Ví dụ điển hình nhất là Garchomp hay là Volcarona thì trang bị này mới phát huy được sức mạnh của nó. Còn không thì Pokemon của bạn mang trang bị này coi như cho có thôi, không có hữu ích gì trong phần lớn trường hợp cả. Cái này nó có tính chất giống với đặc tính Long Reach của Decidueye vậy đó. Thành ra thì người ta thường chọn thế chủ động hơn, dù cho là số lượng chiêu thức có hạn chế. Đó chính là cho một Pokemon có chiêu nắm đấm mạnh hoặc là có đặc tính Iron Fist để cộng dồn sát thương càng tốt, xong cho nó mang thêm Punching Glove, vừa chủ động tối ưu gây sát thương, nếu hơn thì gặp tụi gây hiệu ứng tiếp xúc thì nó sẽ khắc chế lại được, một công đôi chuyện. Air Balloon với một quả bóng xì hơi sẽ đủ kéo Pokemon của bạn lơ lửng trên không trung, giúp cho nó không bị tấn công bởi những chiêu hệ đất cũng như là chịu tác động của các cạm bẫy hay là môi trường. Nói chung là giúp Pokemon của bạn coi như thêm hệ bay trong người luôn. Nhưng bong bóng này sẽ bị phá vỡ nếu bị đánh bởi một đòn tấn công nào đó, dù cho là vật lý hay đặc biệt, đương nhiên là không phải hệ đất. Thật ra thì nói đây chỉ là trang bị giúp né mấy đòn hệ đất ra thôi, nên con nào sợ đất thì cho mang, sợ dữ lắm thì mới cho mang, ví dụ như là Heatran chẳng hạn. Nhưng cũng quá dễ để phá bỏ trang bị này, nên chắc tránh được trong ít nhất 1 đến 2 hiệp thôi. Vì hạn chế như vậy nên là trang bị này cũng khá ít được xài. Bright Powder là trang bị giúp giảm tỷ lệ đánh trúng của đối thủ đi 10%. Tức là nếu chiêu đối thủ có tỷ lệ trúng là 90%, giờ nó giảm lại còn 80% khi tấn công vào Pokemon mang trang bị này. Tốn slot trang bị mà tỷ lệ giảm là quá ít, cho nên là thà người ta tốn công xài chiêu Minimize, né đòn còn hiệu quả hơn. Thành ra trang bị này hay đi chung với những con Pokemon có đặc tính né tránh trong thời tiết để cộng dồn tối đa tỷ lệ né tránh cho tụi nó. Ví dụ như là đặc tính Snowclog tăng 20% khả năng né đòn trong trời tuyết cho Pokemon. Xong thì cầm Bright Powder làm giảm 10% tỷ lệ trúng nữa thì may ra trang bị này mới hữu dụng. Còn nếu bạn muốn xài cho những Pokemon khác cũng được, không ai cấm, nhưng mà hiệu quả không thì biết trước rồi ha. Cho nên là số lượng Pokemon có thể đi chung tốt với trang bị này khá là ít. 4 loại hạt giống cầm theo trong môi trường bao gồm Crashy Seed, Electric Seed, Misty Seed và Psychic Seed. 4 loại này sẽ kích hoạt một lần khi ở trong môi trường tương ứng. Crashy Seed và Electric Seed lần lượt sẽ tăng một bậc thủ vật lý cho Pokemon trong môi trường cỏ và điện. Psychic Seed và Misty Seed sẽ tăng một bậc thủ đặc biệt cho Pokemon trong môi trường siêu linh và môi trường sương mù. Mỗi loại hạt giống chỉ kích hoạt ở trong đúng môi trường của chúng mà thôi. Về độ hữu dụng thì nó chỉ thường được sử dụng bởi mấy Pokemon có đặc tính nào tạo môi trường như là Indeedee, Rillaboom, hoặc là nếu trong đấu đôi thì người ta sẽ cho mấy con Pokemon biết tạo môi trường đi chung với những đồng đội phù hợp với nó, rồi cho đồng đội đó cầm mấy cái loại hạt giống này để giúp cho môi trường của Pokemon nó tạo ra sẽ kích hoạt khả năng phòng thủ của đồng đội. Số lượng Pokemon tạo ra môi trường hiện tại là cũng khá ít và bạn phải chắc chắn rằng những Pokemon bạn cho cầm theo những hạt giống này đi chung với là những Pokemon tạo ra môi trường thì nó mới có thể kết hợp với nhau hoạt động tốt. Đó là tỷ lệ sử dụng mấy hạt giống này cũng không quá nhiều và cũng khá là hạn chế. Tiếp theo thì nếu Punching Glove và Protective Pads bảo vệ đôi tay của Pokemon thì Heavy Duty Boots
sẽ bảo vệ đôi chân của chúng. Những cạm bẫy khiến cho Pokemon mỗi lần ra sân nếu giẫm phải sẽ thốn tận óc. Giờ đây sẽ được chiếc giày độn này bảo vệ, và nó cũng chỉ có tác dụng bảo vệ Pokemon khỏi các cạm bẫy như là bẫy đá, bẫy gai, bẫy độc. Mà thực ra các cạm bẫy thì phổ biến nhất là nằm trong đấu đơn. Vì đấu đơn đảo Pokemon ra vào sân rất nhiều lần, nhiều hơn hẳn so với đấu đôi, nên là các cạm bẫy này trong đấu đơn là những cơn ác mộng thật sự. Nếu Pokemon mang được trang bị này thì sẽ là một kim bài miễn tử hữu dụng cho tụi nó. Nhưng đối với đấu đôi thì nhịp độ trận đánh khá là nhanh, số lượt đảo ra Pokemon cũng rất là ít, nên những cạm bẫy cấu máu trở nên không quá hiệu quả. Đã vậy thì nó lại khiến chúng ta phải mất lượt để mà thiết lập, kéo theo Heavy Duty Boots sẽ rất ít thấy được xuất hiện trong đấu đôi. Nhưng nói ít thì ít, chứ không phải là không có. Chỉ cần có Pokemon rã những cạm bẫy đủ nhanh và đủ mạnh thì tỷ lệ sử dụng trang bị này chắc chắn sẽ được tăng lên. Safety Goggle bảo vệ Pokemon khỏi các chiêu thức dạng bạo tử và sát thương nhỏ giọt đến từ thời tiết như là bão cát. Trang bị này sẽ là công cụ tốt để Pokemon chống lại chiêu ru ngủ cực khó chịu như là Spore, hoặc là bị hút chiêu bởi là Rage Powder. Đây cũng là hai chiêu bào tử phổ biến nhất trên đấu trường hiện nay. Chiêu nào thì cũng khó chịu, nhưng không phải lúc nào ta cũng phải đối phó với những đội hình có các chiêu bào tử hay là bão cát này. Nên là nếu muốn xài để đảm bảo an toàn cho Pokemon cũng được, nếu bạn không muốn xài thì thôi. Tôi cũng muốn đưa một vài ví dụ cho Pokemon có thể mang trang bị này, nhưng nhìn kỹ lại thì không có một nhóm Pokemon nào cụ thể là mang trang bị này tốt nhất hết. Bạn sợ Pokemon tấn công của mình bị ru ngủ, hay là bị hút chiêu bởi con nấm lùn Amoongus thì bạn cho nó mang cũng được. Hoặc là bạn sợ Pokemon hỗ trợ của mình chưa kịp làm gì đã bị ru ngủ thì cho nó mang Safety Goggle cũng được luôn. Nói chung là không có công thức nào cụ thể để mang trang bị này cả. Clear Amulet là trang bị mới của Gen 9. Nó giúp Pokemon không bị giảm chỉ số bởi bất kỳ chiêu thức hoặc là đặc tính nào của đối thủ. Hiệu ứng này khá giống với đặc tính Clear Body. Thông thường thì trang bị này nhiều nhất là sẽ cho Pokemon mang theo hướng tấn công. Cụ thể là những Pokemon tấn công vật lý sẽ hay mang trang bị này nhất, để nó không bị giảm chỉ số tấn công vật lý bởi cái đặc tính Intimidate. Và không có một Pokemon đối thủ nào có thể bào mòn đi khả năng tấn công vật lý của Pokemon mang trang bị này, trừ khi là những Pokemon tấn công vật lý mang trang bị này bị dính bỏng, từ đó giúp cho việc công phá của những Pokemon trên trở nên thuận lợi hơn. Còn Pokemon theo hướng tấn công đặc biệt mang thì cũng được, nhưng tỷ lệ ít hơn. Vì dù sao thì những đứa theo hướng dùng phép hiện tại không có đặc tính nào có khả năng giảm tấn công đặc biệt của nó cả. Nhưng đặc tính Intimidate giảm công vật lý thì lại rất nhiều. Cho nên nói chung trang bị này được dùng nhiều bao nhiêu sẽ tỷ lệ thuận với sự phổ biến của đặc tính Intimidate trên đấu trường bấy nhiêu. Nói vậy là đủ biết chừng nào con mồm lèo này còn mạnh thì trang bị này còn hữu dụng hen. Eviolite, trang bị này thì tôi cũng đã nói qua trong video về những Pokemon rất mạnh nếu không tiến hóa rồi. Các bạn có thể qua đó xem kỹ hơn ha. Trang bị này sẽ giúp tăng 50% hai chỉ số thủ đặc biệt và thủ vật lý cho Pokemon nếu Pokemon đó chưa tiến hóa đến cấp cuối cùng. Mà được cái là không phải tăng chỉ số gốc, mà được cái là nó sẽ không tăng chỉ số gốc, mà là nó sẽ tăng chỉ số sau khi đã cộng EVs, IVs và tính cách vào rồi thì mới tăng. Khả năng phòng thủ của Pokemon lúc này là đỉnh nóc kịch trần bay pháp phới. Cho nên là trang bị này vô cùng được ưa chuộng bởi những Pokemon có bộ chỉ số chống chịu tốt, hoặc là những Pokemon có bộ chiêu thức hỗ trợ tốt lúc chưa tiến hóa lên cấp cuối cùng. Khi mang trang bị Eviolite vào, Pokemon sẽ trở nên cực kỳ cứng cáp, khó thể nào bị xóa sổ trong đấu trường trong 1 đến 2 lượt. Từ đó nó có thể giúp đội hình nhận đòn hoặc là hỗ trợ đồng đội một cách triệt để và hết mình. Covercloak có hiệu ứng khá dễ nhầm lẫn so với lại Clear Amulet, là nó sẽ giúp Pokemon chỉ nhận sát thương mà không nhận hiệu ứng phụ của các chiêu thức. Ví dụ như bình thường chiêu Icy Wind gây sát thương rồi giảm một bậc tốc độ cho Pokemon trúng đòn. Nhờ trang bị này mà Pokemon sẽ chỉ nhận sát thương thôi, còn tốc độ thì không giảm. Mà nếu chúng ta đánh VGC nhiều thì sẽ biết, chiêu thức đánh đau thì cũng khá là ghê gớm đó, nhưng hiệu ứng kèm theo còn đáng sợ hơn. Ví dụ như chiêu Fake Out chỉ có 40 điểm sức mạnh mà thôi, nhưng lại làm cho Pokemon dính đòn không tấn công được trong lượt đó. Nên chiêu Covercloak là trang bị vô cùng cần thiết để đối phó với mấy chiêu thức khống chế cực kỳ khó chịu này. Vì vậy thì độ hữu dụng của Covercloak cao hơn Clear Amulet rất nhiều, vì nó tác động lên toàn bộ tất cả các chiêu thức tấn công có hiệu ứng và bảo vệ Pokemon khỏi các chiêu tấn công có hiệu ứng đó. Một chiếc áo choàng bảo vệ đầy uy tín. Assault Vest là trang bị sinh sau đẻ muộn nhưng lại rất hữu ích đối với những Pokemon bị thọt ở mạng thủ đặc biệt. Các bạn thử để ý những biểu đồ chỉ số của Pokemon mà thụt ở phần này nè, thì là biết Pokemon đó hợp mang vật phẩm này rồi đó. Đôi lúc cũng sẽ có những Pokemon thủ đặc biệt khá cao và người ta vẫn cho nó mang Assault Vest để tối đa luôn khả năng chặn phép của mình. Đổi lại thì trang bị này bắt buộc Pokemon chỉ được sử dụng những chiêu tấn công mà không được mang theo bất kỳ chiêu hiệu ứng nào. Và thật ra Pokemon nào xài trang bị này thì cũng được, nên đây cũng sẽ là điểm khá khiến bạn đau đầu vì không biết tối ưu làm sao. Lời khuyên là bạn nên chắc chắn rằng Pokemon mang theo trang bị này có khả năng công phá và dứt điểm đối thủ cao,
và bạn cần nó trụ sân đủ dai một xíu để làm nhiệm vụ của mình. Chứ một khi bạn đã cho nó mang trang bị này thì chỉ có tiến chứ không có lùi. Không bảo vệ được, đối thủ không ngụm thì người ngụm sẽ là bạn, vậy thôi. Focus Shards là trang bị khá được ưa chuộng khi ra mắt từ hồi Gen 4. Lúc Pokemon mang trang bị này còn đầy máu mà đối thủ sử dụng được một chiêu tấn công có thể kết liễu được Pokemon của bạn trong một đòn duy nhất, Pokemon sẽ tiêu thụ trang bị này để giữ cho nó còn sống sót trong một HP. Đây sẽ là trang bị rất phù hợp đối với những Pokemon mỏng manh trong mảng phòng thủ. Có thể là những đứa Sweeper pháo thủy tinh, đánh đau nhưng mà phòng ngự lại kém. Hoặc có thể cho những đứa hỗ trợ cực kỳ tốt nhưng rất dễ bị đánh bại thì đều phù hợp với trang bị này. Lưu ý khi nào Pokemon còn đầy máu thì trang bị này mới có hiệu quả. Hoặc là nếu Pokemon của bạn bị đánh bởi những chiêu thức liên hoàn thì trang bị này cũng sẽ không còn tác dụng. Chỉ những chiêu thức tất sát thì trang bị này mới giúp Pokemon trụ sân mà thôi. Tuy là chỉ khiến Pokemon trụ lại với một HP duy nhất, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến cho đối thủ phải tốn thêm một lượt đánh nữa mới có thể hạ gục được Pokemon của chúng ta. Và chúng ta có thêm được một lượt chắc ăn sống sót để mà set up sức mạnh, hỗ trợ đồng đội hay là đưa ra những lựa chọn mang tính quyết định về sau. Để cho Pokemon quan trọng trụ lại ít nhất được một lượt là đã quá lời rồi. Thành ra trang bị này sẽ được bắt gặp vô cùng nhiều trong các giải đấu chuyên nghiệp. Và tiếp theo sẽ là một những item hỗ trợ. Ở mục này sẽ là những item tôi thấy công dụng cũng không theo hướng tấn công hay là phòng thủ, mà là trung lập tùy theo cách sử dụng, hoặc là nó theo hướng tối ưu khả năng cho Pokemon. Hy vọng tôi xếp vào mục này thì sẽ hợp lý cho mấy bạn dễ theo dõi. Mirror Hub là trang bị xài một lần trong một trận. Nếu đối thủ có chỉ số được tăng thì trang bị này sẽ kích hoạt ngay lập tức và sao chép các chỉ số được tăng đó của đối thủ cho Pokemon của mình. Nếu đối thủ có nhiều chỉ số được tăng trong cùng một lúc, ví dụ như là lúc họ xài chiêu Dragon Dance, tăng một bậc công vật lý và một bậc tốc độ, thì trang bị này cũng sẽ sao chép y chang cho Pokemon sử dụng luôn. Nhưng trang bị này trong chiến đấu lại khá ít xài, vì như bao trang bị hiếm xài khác, nó quá thụ động và phụ thuộc vào đối thủ rất nhiều. Bên kia phải làm gì đó rồi thì mình mới được hưởng, và chúng ta không có quyền quyết định. Với mức độ phụ thuộc vào đối phương, theo tôi thấy là 100%. Đồng đội thì cũng không hỗ trợ được, thành ra trang bị này chỉ hợp để xài cho việc giúp Pokemon học được Xmu mà thôi. Còn lại thì nó không hợp chiến đấu lắm. Metronome là trang bị từ hồi Gen 4. Nếu Pokemon sử dụng cùng một chiêu thức thì lần sau sử dụng chiêu đó sẽ tăng lên 20% sức mạnh. Bạn dùng cùng một chiêu lần thứ 5 thì chiêu đó sẽ tăng lên 100% sức mạnh. Ví dụ như lúc đầu tiên mới ra bạn xài chiêu cắt đi, thì nếu lượt 2 bạn vẫn xài chiêu đó thì bạn sẽ tăng lên 20% sức mạnh. Lượt 3 bạn sẽ tăng lên 40%. Và cứ thế lần thứ 5 bạn xài chiêu đó thì nó sẽ tăng lên 100%. Nghe thì tưởng ngon ăn, nhưng làm gì có chuyện cả 6 lượt đều xài cùng một chiêu. Rồi bạn rút Pokemon về bóng thì số lần cộng dồn sẽ được reset lại. Nếu bạn xài chiêu thức khác thì sức mạnh cũng sẽ trở lại như ban đầu. Tính ra trang bị này điều kiện sử dụng quá là phiền phức và không thực tế. Trong khi những trận đấu mà cục diện biến đổi không ngừng, Pokemon cũng không thể nào xài lì một chiêu hoài được trong 6 lượt. Thành ra trang bị này dở hơi, quá trời dở hơi luôn. Ring Target là trang bị mang theo khiến cho Pokemon mất khả năng vô hiệu hóa các đòn đánh từ hệ của đối phương. Nói cho dễ hiểu thì bình thường hệ đất miễn nhiễm các chiêu hệ điện, nhưng khi cho Pokemon hệ đất cầm theo trang bị này thì mấy chiêu hệ điện sẽ đánh trúng vào nó và gây sát thương thuần lên hệ đất luôn. Trang bị này sinh ra không phải là để cho Pokemon của bạn xài, mà là để chúng ta có thể chơi bẩn với đối thủ bằng cách sử dụng chiêu trick để hoán đổi vật phẩm và từ đó khiến cho Pokemon đối thủ không vô hiệu hóa các đòn tấn công của bạn được. Tuy nhiên thì nó cũng tùy tình huống, chỉ có một vài hệ là có khả năng miễn nhiễm được hệ khác, rồi phải cho Pokemon của mình tốn một slot trang bị để trao đổi Ring Target với đối thủ, khiến cho số trường hợp sử dụng được hiệu quả vật phẩm này trở nên cực kỳ hạn chế. Zoom Lens là trang bị giúp tăng 20% tỷ lệ trúng khi nhắm vào đối thủ đã tấn công trước trong lượt này. Đồng nghĩa với việc bạn phải đánh sau cái đứa đã đánh bạn thì cái tỷ lệ trúng mới tăng lên được. Vô cùng rủi ro ha, nên là ít ai xài. Lỡ chưa kịp khèo nó quánh mình bờm đầu rồi sao? Đa phần mấy chiêu mạnh thì sẽ có tỷ lệ trúng khá là thấp, nên nếu xài cho những Pokemon có tốc độ thấp và có mấy chiêu quấy rối là tấn công mạnh thì cũng được. Nhưng lại một lần nữa, Pokemon của bạn phải có tốc độ thấp, chống chịu tốt thì trang bị này mới có thể phát huy được hiệu quả của nó. Quan trọng là Pokemon của bạn có sống trong được đó được hay không để mà phản đòn thì có trời mới biết. Quick Claw là trang bị giúp cho Pokemon mang theo có 20% sẽ là đứa đánh đầu tiên trong hiệp đó. Tuy nhiên thì trang bị này là trang bị chỉ khiến cho tốc độ đánh của Pokemon sở hữu trở nên nhanh nhất trong hiệp đó mà thôi. Nó không cộng dồn điều ưu tiên, nên nếu bên kia xài chiêu ưu tiên thì bạn vẫn đánh sau. Ví dụ Pokemon của bạn là Slowbro, tốc độ cực kỳ chậm, cầm theo Quick Claw đấu với lại Decidueye trên màn hình có tốc độ cao hơn Slowbro khá nhiều, thì nếu Slowbro của bạn phun nước, bên kia thụt cụ chỏ, cả hai chiêu này đều có độ ưu tiên là không, thì Quick Claw sẽ may mắn kích hoạt và Slowbro sẽ đánh trước. Nhưng mà lỡ Decidueye bên kia
dùng chiêu Sucker Punch có độ ưu tiên là cộng 2 thì Quick Claw cũng không cứu được bạn, bạn sẽ vẫn đánh sau. Được cái là Quick Claw vẫn sẽ khiến cho Pokemon đánh trước, kể cả khi nó ở trong Trick Room, căn phòng xảo thuật, nơi mà tốc độ của các Pokemon bị đảo ngược. Tuy nhiên thì chỉ có 20% đánh trước thì vẫn khá là rủi ro. Trang bị này mà bạn muốn xài cho Pokemon tấn công cũng được, hỗ trợ cũng được, nên là tùy nhà huấn luyện. Tuy nhiên thì cũng nên xem xét vận may của mình trước khi xài nha. Blacking Tail có hiệu ứng ngược lại với lại Quick Claw. Tuy nhiên thì Pokemon mang vật phẩm này sẽ luôn luôn đánh cuối cùng trong lượt, trừ khi nó xài chiêu ưu tiên thì may ra đánh trước. Vì đánh cuối cùng này sẽ bất chấp Trick Room có được set up hay không, bạn sẽ vẫn luôn là đứa đánh cuối cùng. Nghe sơ sơ thì thấy trang bị này rất là vô nghĩa, vô tri, vô dụng. Nhưng có một chiến thuật là cho Pokemon của bạn giữ vật phẩm này, rồi hoán đổi Blacking Tail với đối thủ, từ đó khiến cho Pokemon của họ luôn luôn là đứa đánh cuối cùng. Một cách chơi khăm khá là đáng chửi, nhưng cực kỳ là hợp lý. Tôi đã từng gặp Crimsnor với đặc tính Prankster có chiêu Trick để đổi Blacking Tail của nó qua cầm với Pokemon nhanh nhất của tôi, và từ đó ăn hành ngập mặt. Nên là trang bị này đem theo để chơi đẻo đối thủ cũng khá là hay. E-Check Pack là trang bị chỉ xài được một lần duy nhất. Khi Pokemon mang theo bị giảm một chỉ số bất kỳ nào thì trang bị này sẽ kích hoạt và rút Pokemon trở về bóng ngay lập tức. Tin vui là bạn không cần đợi đối thủ giảm chỉ số cho mình thì mới được rút về bóng, mà chúng ta có thể tự giảm chỉ số cho bản thân bằng cách xài những chiêu cực kỳ mạnh với hiệu ứng làm giảm chỉ số sau khi sử dụng. Phần lớn những chiêu mạnh thì đều có hiệu ứng giảm chỉ số như vậy. Rồi sau đó nhờ E-Check Pack kéo Pokemon rút về bóng ngay lập tức để hồi lại phần chỉ số bị giảm. Điểm mạnh là chúng ta được một lượt xài chiêu thức cực mạnh rồi rút về. Nhưng nếu không thể dứt điểm được đối thủ thì lượt trở về này ta phải thay một đồng đội ra sân, và họ hoàn toàn có cơ hội trả đũa đồng đội của chúng ta ngay sau đó. Đi kèm với đó là chúng ta lại mất đi một trang bị để đổi lại không bao nhiêu. Mà cũng đôi lúc trớ trêu là chúng ta không hề muốn rút về bóng nhưng vẫn muốn xài cái chiêu kết liễu đối thủ đó, thành ra sẽ tự làm khó mình. Cho nên trang bị đánh xong rồi chạy kiểu này không phải lúc nào cũng tốt trong phần lớn trường hợp. Terrain Extender có tác dụng kéo dài ảnh hưởng của các loại môi trường như là môi trường cỏ, môi trường sinh linh, môi trường điện, môi trường sương mù từ 5 lượt lên 8 lượt. Nếu cho Pokemon có đặc tính nào tạo môi trường cầm trang bị này, hoặc là những Pokemon có thể tạo ra môi trường bằng chiêu thức, thì hiệu ứng của môi trường sẽ được kéo dài hơn cho tới khi có một loại môi trường khác đè lên. Cái này thì tùy các bạn muốn sử dụng như thế nào thôi, chứ nó cũng hẳn chẳng có rủi ro. Nhưng nếu đội hình của bạn chủ chốt là mượn sức mạnh từ các môi trường, thì các bạn có thể cho Pokemon tạo ra môi trường của mình cầm Terrain Extender. 4 loại đá kéo dài ảnh hưởng thời tiết bao gồm là Heat Rock kéo dài trời nắng, Smooth Rock kéo dài bão cát, Damp Rock kéo dài trời mưa và Icy Rock kéo dài trời tuyết. Các loại đá này nếu muốn đưa cho những Pokemon tạo ra thời tiết bằng đặc tính hay là bằng chiêu thức thì thời tiết của tụi này tạo ra sẽ kéo dài từ 5 thành 8 lượt. Thành ra những trang bị này khá phù hợp với những Pokemon tạo ra thời tiết bền bỉ như là Torkoal, Pelipper, Ninetales hay là Politoed sử dụng. Và so với chiến thuật thì hiện nay dùng thời tiết vẫn đang khá là tốt hơn dùng môi trường, cho nên là những trang bị này cũng khá là hợp lý nếu đội hình của bạn là chuyên về thời tiết. Room Service là trang bị sẽ kích hoạt được một lần khi căn phòng xảo thuật Trick Room đang được tạo ra trên sân. Trang bị này sẽ làm giảm một bậc tốc độ cho Pokemon vào lúc đó, mục đích là khiến cho nó trở nên nhanh nhẹn hơn khi đang ở trong Trick Room. Thật ra thì trang bị này khá là thích hợp, dù đó là Pokemon hỗ trợ hay là Pokemon tấn công hay là Tanker gì cũng hợp để xài trang bị này hết. Cách xài của nó cũng khá là đơn giản, tuy nhiên là nên chắc chắn rằng Pokemon của bạn có thể dứt điểm được đối thủ trong thời gian Trick Room vẫn còn hiệu nghiệm. Nếu Trick Room mà hết thì bạn nhiều khi đã ở trên đỉnh là rớt đọt giữa cái bụp liền, vì tốc độ của bạn lúc này sẽ là đứa thấp nhất trên sân. Thành ra nên lựa chọn phù hợp Pokemon để tận dụng được năng lượng Trick Room cho nó tối ưu. Eject Button là trang bị sử dụng một lần trong một trận, có hiệu ứng rút về bóng khá giống với lại Eject Pack. Nhưng thay vì bị giảm chỉ số mới rút về được như là Eject Pack, thì Eject Button sẽ kích hoạt khi mà Pokemon bị đánh bởi bất kỳ chiêu gì. Còn trường hợp nào sử dụng thì bao la, tùy chiến thuật mà bạn muốn. Quấy rối xong đợi đối thủ phản đòn rồi rút về bóng cũng được, mà tấn công xong xách dép chạy vào bóng lại thì cũng được. Tuy nhiên thì cũng chỉ xài được một lần và hiệu ứng cũng chỉ rút về bóng thôi, nên là nếu thực sự có ý đồ thì mới nên xài, chứ bình thường cũng ít ai xài trang bị này lắm. Và trang bị này cũng khá là khó để sử dụng. Red Card, thẻ đỏ, là trang bị chỉ xài được một lần. Khi Pokemon của bạn có trang bị này, nếu đối thủ đánh vào bạn và bạn chưa ngủm thì trang bị này sẽ kích hoạt ngay lập tức, khiến cho cái đứa đánh bạn sẽ rút về bóng. Nếu mà nhìn kỹ thì trang bị này cũng có hiệu ứng na ná với lại Eject Pack và Eject Button. Nhưng thay vì Pokemon rút về bóng là chúng ta thì bây giờ đối thủ sẽ là đứa rút về. Từ đó thì nó cũng tạo ra một lợi thế khiến cho chiến thuật bên kia bị xáo trộn. Có khi họ đã set up đầy đủ rồi, nhưng vì có trang bị này sẽ khiến cho công sức ban đầu của họ bị cản trở, tạo nhiều điều kiện hơn cho chúng ta tấn công. Nói chung là làm rối đội hình đó. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi trang bị này cũng là đứa làm phiền đội nhà. Nếu chúng ta đã giảm sức mạnh của họ xuống rồi
mà trang bị này lại khiến cho nó rút về bóng, thì thành ra là làm lời cho đối thủ. Nên thành ra trang bị này tốt hay xấu rất tùy trường hợp, và cũng không có tính ăn chắc mặt bền. Hơn thì nó phát huy đúng ý đồ của chúng ta, còn không thì nó bóp ngược lại mình cũng không chừng. Mental Herb, thảo dược chữa lành tâm hồn, xài được một lần duy nhất, cho phép Pokemon thoát khỏi những chiêu khống chế tinh thần như là Taunt, Encore, Torment, Heal Block hoặc là Disable. Đa phần là những chiêu này là những chiêu gây rối cực kỳ khó chịu. Và thông thường, tụi nó là thông thường nha, chứ không phải là tất cả, thì trang bị này sẽ được cầm bởi những Pokemon hỗ trợ chủ chốt của đội hình, để đề phòng trường hợp tụi nó bị quấy rối bởi chiêu Taunt hay là Encore mà không thể thi triển chiêu thức hỗ trợ của mình được. Ví dụ tôi thường thấy nhất là Indeedee cầm theo trang bị này, để luôn có thể tạo được Trick Room thành công, cho dù là nó bị dính một đòn chiêu khiêu khích Taunt của đối thủ. Cái này sẽ khiến cho đối thủ bất ngờ và thành công thiết lập lợi thế cho đội nhà. Pokemon tấn công thì ít khi mang trang bị này, tại nó chỉ chữa lành những trạng thái hay gặp bởi những Pokemon hỗ trợ mà thôi. Tuy nhiên thì không phải trận nào cũng gặp mấy chiêu quấy rối kiểu vậy, nên là bạn sẽ rất ít khi thấy được xài. Nhưng một khi có người đã xài rồi thì bạn sẽ bất ngờ vô cùng đó. Wild Herb là trang bị chỉ dùng được một lần trong một trận, có tác dụng khôi phục lại các chỉ số bị giảm cho Pokemon. Một khi có chỉ số bị giảm xuống, trang bị này sẽ được kích hoạt và xóa bỏ toàn bộ chỉ số giảm đó. Còn chỉ số được tăng thì vẫn giữ nguyên. Nhờ đó mà trang bị này khá là thích hợp đối với những Pokemon sẽ up sức mạnh để tấn công. Phổ biến nhất là nó sẽ đi chung với những đứa Pokemon sử dụng chiêu phá vỏ, Shell Smash. Khi chiêu này được xài, Pokemon sẽ giảm một bậc thủ vật lý và thủ đặc biệt, rồi tăng hai bậc công vật lý, công đặc biệt và tốc độ của mình lên. Lúc này trang bị này sẽ được kích hoạt, hồi lại hai chỉ số phòng thủ bị giảm cho Pokemon, khiến cho nó vừa có tốc độ cao, tấn công mạnh mà phòng thủ cũng không bị thọt luôn. Nói chung là khi đã xài trang bị này thì chúng ta phải là người chủ động đầu tiên sử dụng chiêu setup nào vừa tăng chỉ số vừa giảm chỉ số, rồi trang bị này sẽ bù lại phần chỉ số bị giảm đó. Thay vì là chúng ta chỉ mang trang bị này cho Pokemon rồi chờ coi đối thủ có giảm chỉ số của mình xuống hay không, thì như vậy sẽ bị phụ thuộc vào đối phương khá nhiều. Mà số chiêu thức có hiệu ứng tăng giảm như là Shell Smash cũng khá là ít, nên trang bị này cũng khá là kén Pokemon có thể xài được tốt. Wild Lens cho phép dồn thêm 10% tỷ lệ trúng vào các đòn đánh. Cái này xài cho chiêu tấn công hay là hỗ trợ đều được. Ví dụ như chiêu Sleep Powder ru ngủ có tỷ lệ trúng là chỉ có 75%, cho cầm thêm trang bị này sẽ tăng lên thành 82.5% kiểu vậy. Xài cho chiêu tấn công cũng được, những chiêu mạnh có tỷ lệ trúng quá thấp thì sẽ xài được cái này. Tuy nhiên thì ngoài tỷ lệ trúng ra thì nó cũng không có tăng gì thêm, và cũng tăng khá là ít, 10% thôi mà, cộng không với nổi 30% nữa. Thì xài mấy chiêu có tỷ lệ trúng cực kỳ thấp cũng không ăn thua, vẫn trượt như thường, cho nên là cũng ít khi thấy được xài. Light Clay kéo dài hiệu ứng của các loại tường bảo vệ, cụ thể hơn là Aurora Veil, Light Screen và Reflect, từ 5 lượt thành 8 lượt. Bạn chỉ cần cho Pokemon dựng các loại tường này mang theo Light Clay sẽ giúp bảo vệ đồng minh vô cùng tốt. Cũng có thể xếp Light Clay vào nhóm item bảo vệ cũng được, nhưng mà tôi thấy này là bảo vệ gián tiếp, mục đích của nó vẫn là kéo dài hiệu ứng hơn. Thành ra trang bị này vô cùng phù hợp với những Pokemon hỗ trợ. Rocky Helmet là trang bị khiến cho bất kỳ đối thủ nào tấn công bằng các chiêu thức tiếp xúc trực tiếp với Pokemon sở hữu đều sẽ bị lấy đi 1/8 HP mỗi lượt đánh. Tôi không biết là nên xếp nó theo hướng bảo vệ hay là tấn công, nên sẽ xếp theo nó ở mục này, vì nó không bảo vệ Pokemon khỏi sát thương, chỉ là đối thủ mà dùng tay chân đấm Pokemon của mình thì họ sẽ bị lãnh hậu quả mà thôi. Trang bị này cũng khá được ưa chuộng khi có thể cho các Pokemon hơi yếu về mảng phòng thủ vật lý mang theo. Đối thủ muốn nhắm vào điểm yếu này đều sẽ phải chấp nhận mất đi một phần sinh lực của mình, hoặc tốt hơn là nên cho những Pokemon có đặc tính tạo ra hiệu ứng khi tiếp xúc như là Rub Skin của Garchomp hay là Flame Body của Volcarona cầm theo. Lúc này thì đối phương vừa sẽ nhận sát thương từ mũ đá Rocky Helmet, vừa nhận hiệu ứng xấu từ đặc tính. Tuy nhiên cũng vì là nó rút máu không quá nhiều, nên nếu một đòn tấn công tiếp xúc của kẻ địch mà dứt điểm được Pokemon của bạn thì coi như là bạn xui hen. Đây sẽ là mục cuối cùng về các trang bị, đó chính là item độc quyền. Những trang bị này chỉ có thể được sở hữu bởi những Pokemon cụ thể mới phát huy được sức mạnh của chúng, bao gồm là các trang bị độc quyền tăng sức mạnh cho các Pokemon huyền thoại. Adamant Orb sở hữu Batalga sẽ tăng thêm 20% sức mạnh cho các chiêu hệ rồng và thép. Adamant Crystal với hiệu ứng tương tự nhưng sẽ thay đổi hình dạng của Dialga thành dạng Origin. Lustrous Orb sở hữu Palkia sẽ tăng 20% sức mạnh cho các chiêu hệ rồng và nước. Lustrous Club với hiệu ứng tương tự nhưng sẽ đổi hình dạng của Palkia thành dạng Origin. Crisis Orb được sở hữu bởi Giratina sẽ tăng 20% sức mạnh cho các chiêu hệ rồng và ma. Crisis Core với hiệu ứng tương tự nhưng sẽ đổi hình dạng của Giratina thành dạng Origin. Soldier là trang bị dành cho Latias và Latios, khi mang theo sẽ giúp tăng 20% sức mạnh cho các chiêu thức hệ rồng và siêu linh. Đơn giản vậy thôi, cứ cho mấy đứa này mang theo ngọc của mình thì
thì sức mạnh chiêu thức sẽ được tăng cường lên đáng kể. Còn nếu lấy râu ông nội chấp cầm bà kia thì không có sức mạnh nào ở đây hết nha. Lightbow là trang bị chỉ dành riêng cho Pikachu. Khi mang theo trang bị này thì giúp nó tăng gấp đôi chỉ số tấn công vật lý và đặc biệt của mình lên. Và chỉ duy nhất Pikachu nhận được đặc ân này, ngay cả Raichu hay là Pichu cũng không có lợi gì khi cầm theo Lightbow cả. Tuy nhiên thì cũng nên để ý là Pikachu có chỉ số cực kỳ mỏng manh, nên nếu nó không dứt điểm được đối thủ thì người bị dứt điểm lại có chu của bạn. Cyclops là trang bị độc quyền của nhà Marowak, cho phép gia đình này khi cầm theo khúc xương sẽ tăng gấp đôi chỉ số tấn công vật lý của tụi nó lên. Mà vốn chỉ gia đình này tấn công vật lý cũng đã khá ổn, nay gấp đôi lên thì sát thương của nó gây ra là ngang ngửa hoặc là hơn cả một Pokemon huyền thoại khác. Bên cạnh đó thì chỉ số phòng thủ và sinh lực của nó cũng khá là tốt. Và dù cho là Marowak dạng Kanto hay là Alola đều có tác dụng khi cầm khúc xương này hết. Cho nên đây cũng sẽ là một trang bị độc quyền theo tôi là cực kỳ hữu dụng, vì nó không giới hạn chiêu thức hay là hình dạng của Pokemon sử dụng, mà tăng sức mạnh ngay đúng gốc rễ là tấn công, nên nó đánh đòn nào thì cũng thốn đòn đó, chẳng cần biết chiêu tấn công đó có đúng hệ của nó hay không. Booster Energy là trang bị độc quyền chỉ xài được một lần trong một trận, dành cho các Pokemon Paradox của thế hệ thứ 9, có tác dụng tăng sức mạnh cho các chỉ số cao nhất của Pokemon đó. Nếu Pokemon đó có chỉ số tốc độ là cao nhất thì nó sẽ được tăng 50%, còn nếu một trong các chỉ số tấn công phòng thủ còn lại thì nó sẽ chỉ tăng 30% mà thôi. Khi mới vào trận thì trang bị này sẽ kích hoạt ngay lập tức, khiến cho Pokemon Paradox có được sự cường hóa sức mạnh. Tuy nhiên thì nếu rút về bóng, chỉ số được tăng sẽ biến mất, và nó chỉ có tác dụng với các Pokemon Paradox thôi, còn các loại Pokemon khác thì nó sẽ không ảnh hưởng. Và đó là tất cả những trang bị chiến đấu mà tôi đã tìm được. Không biết là tôi có thiếu trang bị nào hay không vì số lượng nó khá là nhiều. Hy vọng là tôi đã tổng hợp đủ những trang bị chiến đấu cho các bạn nào cần thiết. Theo các bạn thì đâu là trang bị tốt nhất và các bạn nên xài, hoặc theo các bạn đâu là trang bị có tiềm năng tốt nhất và vẫn chưa được khai thác, hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới. Và nếu tôi có thiếu trang bị nào, hãy nhắc nhở tôi ở phía bên dưới. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!